đâu ạ? Dắt em mau đi hai tắt đi con. À ra rồi, đi ra hai tắt bò. Đi, rồi, bò 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 cầm bịch chơi vào trên đi. Bò. Bò ơi, con đứng lên hai tắt nào. Đây cái tắt thì con tắt nè. Ba 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 ơi, hai tắt nè. Rồi hai chị em hai cái tắt cho mẹ nha. Rồi hai chị em hai tắt nào. Đâu? Ủa? Chị bảo trên chị với con hai em bo hai tách nào. Rồi bo bảo trên cầm cái bịch đâu. Bo tách đâu con? Tách đâu? Tắt đâu đằng kia kìa, đằng kia nhiều kìa. Rồi bao đằng kia này hãy tắt nè con. Đi xuống như này hãy tắt. Rồi bảo chân xuống như này hãy. Hãy chơi bự nha. Rồi bảo chân hãy tắt này. Bo coi chừng té nha. Té bò. Chị Bảo Trân hái được mấy cái trái rồi. Rồi, hái tiếp nha. Cô bò hái tắt chưa? Ừ, đứng lên, bò đi hái tắt đi. Bò lại đây nè, hái tắt thôi nha. Hái con tắt cho mẹ. Tắt đâu? Bo hái gì vậy? À, rồi bỏ bịch đâu? Bỏ bịch đâu nè? Bỏ bịch đâu? Bỏ bịch chị bẹp kìa. Ờ, à, bỏ bịch đi. Hái cái bự nha. Bỏ đâu? Ừ, bo bỏ vô. Giỏi. Rồi đi hai tắt tiếp. Hai tắt tiếp chào. Hai trái bự nha, trái nhỏ không hái nha. Rồi đằng kia có trái chân. Đây đây, đằng này có một trái vàng nè. Ở trên đi xuống dưới kia đi. Rồi. Đây có một trái bự nè. Tắt bự nè Bảo Trân. Nè đây nè. Rồi ở trên hái đi. Ừ, dơ dơ lên cho mấy bạn xem nè. Giờ đây tắt lên rồi, giờ đây tắt lên, đây tắt bự đầu. Wow, một gần. Trên hái được nhiều tắt quá. Rồi, cô bò đi xuống hái tắt cho mẹ đi. Hái chứ tắt đây này con, này. Hái chứ tắt này con. Đâu, 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 đâu. Cái gì Bảo Trân? Cái tắt màu vàng. Ừ, giỏi quá ta. Cô bò hái chứ tắt này cho mẹ nè. Tắt bự nè. Rồi, hái chứ tắt bự đây nè. Ủa, có trái tắt bự nè. Bó. Rồi con đi lại hai trái tắt bự đây nè. Tắt bự đâu? Đó, lại là hai trái tắt cho mẹ con hả? Bó hai tắt sao? Hai trái tắt đi, hai trái tắt bự sao? Wow, cô bò hái được một trái tắt bự sao? Đâu đâu? Trời ơi, Bảo Trân hái được một trái tắt bự quá. Bo vỗ tay đi, bo vỗ tay. Vỗ tay. Rồi, tiếp tục. Coi trái tắt nào bự nữa không. Em bo làm gì? Em bo hái trái tắt đây cho mẹ nè. Nó lên nè. Bo hái trái tắt đây bo. Bo. Đâu? Không dám hái tắt đâu. Xem coi.
dơ lên cho mấy bạn xem coi, Bảo Chanh dơ cái trái tắt đó. Đây có trái tắt màu vàng nữa Chanh. Rồi hai con dơ cho mấy bạn xem. Cầm trái tắt lên dơ, đây có một trái nè. Rồi giỏi quá. Không có dơ cái bịch nha, dơ cái trái. Bo lại lấy hái cho mẹ này, bo đây nè, có một trái tắt này không? Dắt em bo lại đi Bảo Chanh, dắt em bo lại đây nè. Ôi, tắt nhiều trái quá. Rồi, dắt bo đi lại đây, hai tắt nè Bảo Chanh. Đây có một trái nè, bo. Giỏi quá ta, hai trái tắt này cho mẹ nè. Rồi, bo lại hai trái tắt vàng đi con. Nhanh nè. Nhanh đi lại đây. Con không đi, rồi, con lại đây, hai trái tắt này nè. Đây Bảo Chanh, để trên đó cho em hái nha Bảo Chanh. Thôi con lại hái cho mẹ trái này cũng được. Lại hái cái tắp này bỏ trong bịch cho mẹ. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên sao? Bỏ gì? Đứng lên. Rồi hái cái tắp đâu? Cái tắp màu vàng. Đâu, dơ lên cho mấy bạn xem. Cái gì đó? Cái tắp màu vàng đúng không? Rồi Bảo Chanh bỏ ra đâu nào? Rồi xem Bảo Chanh hái được bao nhiêu trái rồi. Hái được nhiều chưa? Wow, rất là giỏi. Rồi tiếp tục. Anh Bo làm gì đây? Cô Bo làm gì vậy? Gì vậy? Gì? Ơi, gì vậy? Ồ, tắt rớt hả? Tắt rớt sao? Ừ, đây nè. Có cho tắt bự này Bo. Nè. Wow, Bo lại hái cho tắt này cho mẹ coi. Đây đây ba. Ba này mẹ thấy cái tách bự nè. Nè, cái tách bự nè, nè. Wow, đây có một cái tách bự nè. Đây. Đi kia. Hái tách bự sao? Hái tách bự cho mẹ coi. Giơ tay. Ừ, giơ tay coi, giơ tay sao? Giơ tay lên nè, giơ tay. Đâu? Ờ đứng lên nè. Chị Bảo Chanh hái hết rồi kìa. Rồi nó lên ba hái trên này nè. Cái tách đâu, cái tách đâu? Cái gì đây ba? Nè. Hái trái đó cho mẹ coi. Đâu đâu, trái tắt đây nè. Nè. Đó. Có hai cái tắt sao? Qua. Ơ, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ừ, bò hái được một trái tắt rồi, giơ lên đây, giơ bò giơ lên đây nè. Cười cái coi. Rớt. Rồi, giỏi quá, phủi đi bỏ trong bình. Được chưa? Giơ tay coi. Cười cái con. Ừ, hãy tắt tiếp đi. Rồi, Bảo Chanh đi là hái mà hái cái khác nè. Hái cái màu vàng bao trời. Còn trái này nó không có trái màu vàng nên Bảo Chanh. Bảo Chanh có thích ăn tắt không? Cái tắt để làm gì Bảo Chanh? Về nhà để ba pha với nước cho Bảo Chanh uống đúng không? Đúng. Ừ, Bảo Chanh có thích không con? Đúng rồi. Mùa nắng này chúng ta làm nước tắt uống thì rất là tốt. Rồi, còn trái nào nữa không Bảo Chanh? Trái đó xanh, trái đó xanh, không hái, trái đó chanh chín đây nè. Rồi, kéo xuống. Ừ, giỏi quá. Tiếp tục. Xem có trái màu vàng nữa không? À, bên này có một trái này Bảo Chanh ơi. Đây, có một trái màu vàng nữa nè. Đâu? Rồi sao? Có hái trái chưa? Nè, con làm gì ở? Tệ nha. Đây, có một trái hồng vàng ở trên. Rồi, được chưa nào? Rồi, bây giờ lại đây chúng ta cùng kiểm tra xem Bảo Chanh nãy giờ hái được nhiều chưa nha. Rồi, hai chị em. Bo đi lên chưa? Bo đi xuống đất té nha, còn dịch kìa, con chuột cắn kìa. Đi lên đây nhanh này.
Rồi, hai chị em đi lại đây. Bo nữa, đi lên đây. Rồi, đi lên đây nào. Rồi, ngồi xuống. Rồi, ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Rồi, đếm xem hái được bao nhiêu trái bảo xanh. Đếm bự. Tiếp tục nào. Bảo Trân, lên đi. Rồi. Đúng rồi, bỏ trong đó nha. Rồi, dơ lên cho các bạn thấy nè. 8 đi, dơ lại đây, dơ lên này. Đúng, 8. Rồi, giỏi quá. Bảo Trân nhỏ mà biết đếm giỏi quá. 9. Ru, giỏi. Ừ, 10, giỏi quá. Đếm bự lên, 11. 1. 11. 11. Rồi, tiếp tục. 12. Giỏi. 13. 13, trái. Tiếp tục. 18. 14 còn, 14 nha. 13 đến 14. Rồi, bỏ vô. Chị bỏ đấm kìa. Ừ, thôi kệ. Rồi, tiếp tục đi con. 9. 15. 15. Ừ, 14 đến 15. Rồi. 16. 16. 17. 17. Đúng rồi. 18. Giỏi. 19. Nhỏ. 20. Nhỏ. Rồi, đến trái 21. 21. Giỏi quá. Ở trên đếm bự rồi. Ô, 22. Nhỏ. Nhiều quá. Bo lượm vô đi con. Đủ rồi. Ừ, để em bo lượm vô. Giỏi quá. Rồi, 25. Ừ. Rồi. Nhiều không bo? Ừ, nhiều quá. Ừ. 26. 26, bo đếm 26 đi. Rồi, 26. Rồi, em bo đưa cho chị Bảo Trân tiếp tục đếm 27 nào. 27. Ừ, bỏ vô vô ca kìa bo. Nhanh lên để chị bỏ vô nha. 27. 27. Ừ. 28. 28. Té nha con. Nhanh lên nào. 29. 29. Nào. Mom đã. Ừ, nhiều hả? Nhiều, giỏi quá ta. Ồ ôi, để chị bỏ vô tiếp nha. Rồi, 29. Rồi, bỏ bỏ đây nha. 30. 30. Giỏi. Rồi thôi, em đi thôi. Rồi 30. Bảo Trân bỏ ra chút xíu em bo luôn. 30. Rồi, tiếp. Bo 31. Bo bo nhặt bỏ vô cho mẹ nè bo. 31, đúng rồi. 32. Giỏi. Ơ bo. 39. 33. 33. Ừ. 36. 34. 34. Ừ. 39. 35. 35. 36. 36. 37. 39. 38. 38. 30. 39. 39. 40. Hết chưa? Rồi. Xem nào. Hết chưa con? Rồi. Tổng cộng là có 39 trái tắp ha. Tắp cây quýt. Bảo Trân đã hái được. Rồi, em bo làm đổ hết rồi. Bây giờ hai chị em cùng đi lượm vô cho mẹ cái nào. Nhanh lên. Rồi, bo đi lượm vô cho mẹ nào. Nhanh lên.
Rồi, chào tạm biệt tất cả các bạn đi. Hai chị em này chào tạm biệt. Sau khi hai tát xong, Bảo Trân đếm. Cô Bo rất là phá. Cô Bo đã đổ hết những cái trái quýt ở ra ngoài sân. Bây giờ hai chị em cùng đi lượm những cái trái quýt này đã rớt ngoài này rồi nha. Lượm bỏ vô cái chai cho mẹ nào. Rồi, Nhân Lan giỏi quá. Giỏi, ăn nhanh hơn nữa. Bảo Trân cầm ca đi, ở trên cầm ca nè. Bảo Trân cầm cái bịch đi. Ha, hai chị em coi ai lượm được nhiều nè. Bảo Trân lấy cái bịch nè. Rồi, bắt đầu đi lượm nhanh lên. Chị Bảo Trân lượm hết rồi, nhanh lên. Lượm bỏ vô trong cái ca cho mẹ nè. Giỏi nè, ai nhanh hơn nè. Nè, mẹ lượm nè. Lượm nè, nhanh lên. Cái ca đây mẹ bỏ vô lên nè. Chị Bảo Trân lượm hết rồi, bỏ vô ca, nhanh lên. Bỏ vô ca vô bịch cũng được nè. Ừ, hai chị em lượm cho mẹ nha. Ồ. Rồi, đi lượm nào. Ai nhanh hơn nha. Rồi, Bảo Trân cầm bịch đi theo đi con. Rồi, đi lượm nhiều quá. Nhiều quá. Đi lượm cái tắt sao. Mình tắt cho Bảo Trân kìa. Em Bo làm gì đây? Em Bo lượm cho mẹ cũng tết tắt sao. Tắt đâu hết rồi. Ra rồi. Chị Bảo Trân lượm hết. Nhanh lên. Giỏi quá. Bo. Bo lượm dưới tắp này nè. Bo lượm dưới tắp này bỏ vô mẹ nè. Bo lên bỏ vô hết. Bỏ vô. Giỏi. Bỏ vô đây nè. Bỏ vô đây nè. Thôi chị em đổ ra con. Cầm đi con. Rồi sắp hết rồi. Còn mấy cái nữa, Bảo Trân lượm đi. Bảo Trân lượm tắt cái mệt không con? Thôi không mệt đâu. Bảo Trân làm chị rất là giỏi ha. Phụ mẹ đi lượm tắt. Như em làm đổ. Em Bo làm gì đây? Bảo Trân không rồi hả? Giỏi lắm, mình kia còn một cái nữa. Đây nè. Rồi, xong chưa? Rồi, đại diện ta cũng móc hơi xe cho mẹ. Móc hơi xe đi con. Tiếp theo Bảo Trân hát bài gì nào?
bo con chuột nha. Rồi chị bảo Trinh hát bài Lúc ở nhà đi. Con thuộc. Lúc ở nhà. Mẹ cũng là